Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, lệnh bắt bị can để tạm giam số 128 ngày 6 tháng 12 năm 2023 đối với Nguyễn Minh Phúc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại Tân Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện ngày 11 tháng 6 năm 2023, căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bắt đối với Nguyễn Minh Phúc, tên gọi khác Thạch Minh Phú, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1983. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi, ta xa nhau rồi. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.